có giới thiệu cho bà. Bà cái gì bà sẽ liên lạc với Hằng. Chị kêu bà nhắn vô, nhắn vô những cái thông tin cũ giống như đợt trước bà mua vậy đó, rồi bà muốn order thêm nhiều hộp. Ủa bà bị gì mà bà uống mới có hộp mà bà đỡ nhiều? Bà bị chặt cái lưng á. Ôi trời ơi. Trời, bà bị chặt cái lưng rồi, giống như cái hai cái đầu gối bà. Bên nay mình gặp bà, mình hỏi giờ có uống rồi, có thuốc kho được tình cảm thấy làm sao? Bà nói cái chân người bà nhẹ đi. Wow. Cái nhẹ như là mình hỏi bà giảm được bao nhiêu phần trăm cái đau, bà nói giảm được 8 luôn á. Ôi trời ơi, giảm được 80% cái đau. Oh my god, đây là bả là người Mỹ Đen hả? Cái đó đợt mà chị giới thiệu bả mua đồ của em, bả là Mỹ Đen hả? Nhớ mà mua 3 hũ mà bả uống đủ thử là Lan mua 2 hũ á. Tại giờ Lan chưa dám uống, tại vì Hằng nói là cái dùng người mà đang bị Kinestone á. Lan muốn uống dữ lắm mà Lan không dám uống. Ủa bộ chị là bị Kinestone hả? Bác sĩ đang nghi. Đang nghi thôi chứ chưa có biết là chính xác là mình bị. Không dám uống, uống lắm, uống dữ lắm. Ôi trời ơi. Rồi chị giới thiệu cho bà Mỹ Đen đó là bà uống và bà nói là bà bớt được là bớt nhiều, bà nói người bà nhẹ đi phần nào. Trời ơi, mà mới uống có một hộp một hả? Uống gần hết một hộp. Wow, trời ơi. Mình chỉ bảo là buổi sáng á, uống 2 muỗng, uống một chút xíu nước để bụng trống. Coi như là để cho nó hấp thụ hết collagen vô cơ thể đó nha. Thì cái cách đó cũng là good, tại vì khi mà mình uống nó vô để nó hấp thụ hết trong cơ thể thì nó có thể nó nhanh hơn đó. Còn giống như khi mà mình ăn đồ nhiều rồi, hay là mình uống vô trong cái lượng đồ ăn lượng nước nhiều thì nó pha loãng hết rồi. Cái đó cũng hay, cũng good idea. Chị chỉ bà uống kiểu đó. Mày hỏi có bao giờ hỏi có uống có dễ uống không, có dễ tanh lắm, nó bình thường à, uống có tanh chứ. Đúng rồi, bình thường nó có mùi chút chứ mình nói không có mùi thì cũng không đúng, có mùi. Bà hỏi nó có khát nước mà nó bình thường. Bà nói vậy mà nói trời, tôi nghe tôi mừng cho bà, nói cố gắng uống thử đi. Ôi trời ơi, là bả đau nhất cái đầu gối mà đi không được. Bả đầu gối bả nhất, bả bị chặt cái lưng nữa. Wow. Bà là bả làm neo hả? Bả làm neo của chị rồi chị giới thiệu bả. Bả là người khách. Khách của mình. Khách làm neo của chị. Dạ. Mình giới thiệu. Trời đất ơi chị đó hả? Rồi bây giờ bà nói với chị gớt rồi cho nên chị gọi chị cho Hằng biết. Tại vì bên đây gặp bà, mình hỏi bà có nói giờ bà uống cái carbation này cảm giác thế nào. Bà nói cái người tôi feel tự nhiên nó nhẹ đi. Trời ơi. Nó feel nó là người đó smooth đi á. Nó feel smooth đi. Yeah đúng rồi. Không, cái đó thật chị, cái đó là thật hết đó. Bả là người Mỹ mà bả uống của mình, bả đâu có nịnh mình làm gì. Coi như là khi trước khi bả chưa uống, bả cảm thấy cơ thể bả đi đứng nó nặng nề, chân cẳng nó đau, lưng đau. Bả bị chặt cái lưng. Nhưng là bác sĩ nói là có khi là bả phải chích. Bả vừa uống, bả vừa đi thể thao. Con nói là đừng có chích. Dán uống thử thêm mấy hũ thử coi sao. Đừng có chích bây giờ, uống dán uống vô đi. Bả nói uống thời gian thì sẽ biết được nó better hơn. Bả mua 3 hộp. Đang 2 hộp. Đang uống 2 hộp. Lan giờ chưa dám uống. Không có, cũng có rất là nhiều người Mỹ gọi tới để đặt hàng của Hằng thì Hằng đâu có biết mà. Mà khi sau đó cái mấy chị cũng làm neo, mấy chị nói mấy chị có giới thiệu khách hàng mấy người Mỹ đó có mua hàng chưa? Thì Hằng nói chắc mấy người Mỹ đó có lẽ là khách của mấy chị giới thiệu đó. Nhiều người lắm, cũng phải 1-2 người. Nhưng mà uống xong rồi người ta cũng nhắn tin lại, người ta mua tiếp nữa. Bà này thì á, bà nói bà má nó muốn uống. Má nó hay dùng cầu nó uống, má nó muốn, nó nói vậy à, hỏi má đó. No, cho má uống luôn, đâu có sao, chị kêu bà cứ cho má mà uống đi, đâu có sao đâu, gớp mà. Không phải, tại vì á, là mình hỏi uống á, thì hồi có người đó có bị sao chứ không, bị dị ứng không? Phải có, đúng rồi, chị phải, chị... Tôm cua cá, chị nói với bả là nếu ai mà ăn tôm cua cá mà dị ứng có nghĩa là bị sưng, bị ngứa đó, cái đó mới là dị ứng. Thì đừng uống, với lại bị kidney stone là sạn thận, đó. Ai có bị sạn thận đừng uống, vậy thôi, mà ta quên nình mấy cái đó. Giờ là đâu dám uống đâu. Nhưng mà khi chị hỏi bác sĩ đi, nếu mình không có phải sạn thận thì mình uống bình thường chị. Không phải, tại vì đang cần đi cái CT scan. Phải CT scan.
coi như là bác sĩ đang nghi như vậy, nghi là chị sẵn thận. Nhưng mà anh không dám uống lâu rồi. Thằng ơi muốn tại vì á, muốn uống rồi. Cái này good lắm, collagen này uống trời nguyên chất mà. Đau nhất hầu như giảm hết. À. Vậy chị uống nấm đi, uống nấm đi. Nấm good lắm á. Nấm hả? Trời, nấm bột nấm là nó good cho, giống như là nó thanh lọc được gan thận mình nè. Thì nấm mà còn thường mình đâu có ăn được hết. Nó có giảm giảm mỡ, giảm máu là một điều good nhất luôn. Mình bị hai cholesterol. Trời ơi, hai cholesterol uống gì bà ơi, đừng có để uống thuốc tây. Hàng đánh đánh uống thuốc tây đó. Thì uống thuốc tây thì uống, nhưng cái này bột nấm thôi chị vẫn uống đi, rồi sau đó chị đi thử máu từ từ 3-4 tháng, 6 tháng thử máu coi bác sĩ nói chị ăn cái gì uống cái gì mà máu chị tốt thật đó, thử đi. Có 75 đô à. Hả? Đang không biết trời nói thiệt á, thuốc mắc tiền mà hết mình không khe bao nhiêu tiền. Trời ơi, một hộp 75 đô chị uống cả tháng trời luôn đó, uống thử đi, ngày uống có muỗng à. Ừ. Nếu mà thuốc mắc cỡ nào không sao, miễn là tốt cho. Đúng rồi. Tại sao Hằng không có bán tùm lum các thứ? Hằng chỉ bán một cái sản phẩm UNK là bột nấm với collagen. Tại vì đó là sản phẩm good mà được khách hàng comment tất cả những cái uống của Hằng đã good. Cho nên nó Hằng không có thích bán tùm lum tà la rồi nó mất uy tín. Nhưng chị. Nhưng mà ví dụ nó có cái mà mình uống chung được không? Được. Được. Bỏ nấm với collagen vô, 2 muỗng collagen, 1 muỗng bột nấm vô uống chung được. Còn nếu không thì mình có thể uống riêng bột nấm vào giờ nào mình thích uống thì mình uống. Tại bột nấm uống ngày có 1 lần à. Đó. Mà nó tốt rất là cho cao mỡ, cao máu nha. Rồi thanh lọc gan thận nè. Rồi cái gì tốt cho tim mạch nữa. Rồi có nhiều loại nấm ngăn ngừa ung thư nữa. Đúng rồi, đây thấy ăn nên phải để Lan order cái chép của tỷ Lan không biết nhiều. Một nhờ người ta gieo. Ở đó nhờ khi nhờ người ta hoài thấy phiền. Ok. Làm sao? Ok. Mua lắm á. Ừ, vậy hả? Ok, khi nào muốn mua thì nhắn vô đi rồi cái Hằng làm cái order cho. Ha. Ok. Rồi nói chung là chị gửi lời với bà Mỹ, nói bà cố gắng uống đi, nói Hằng nói cố gắng uống. Rồi sau đó bà muốn mua thì bà nhắn những thông tin giống như trước vậy đó, mua thêm nữa ha. Tại vì mình có số phận của bà mà. Ok chị. Rồi. Ok. Rồi thank you. Bye bye. Bye, bye chị. Bye. Đó, đây là những cái người khách mà thực sự khi mà các chị làm nail á thì uống good, cho nên là các chị giới thiệu lại cho những người khách của các chị là khách là mà những người Mỹ, tiểu bang khác Mỹ không à. Đó, thì khi những người Mỹ đó họ cũng bị đau nhất giống người Việt mình thôi, mà khi họ uống họ lại nói giống y như những người Việt nói luôn. Bà nói là giảm, là nhẹ, là rất là good luôn. Cho nên là bà khi tới làm nail với cái chị này nè, thì gì bà nói cho cái chị này nghe là rất là good luôn. Thì đó là một cái thực sự cái tuyệt vời của cái collagen mà Hằng đang bán hiện nay. Thì đây là cái bột collagen mà UNK này của Hằng đang bán độc quyền nha. Hiện tại trên các trang mạng họ dùng cái tên của Hằng rất là nhiều. Trên Facebook là họ lấy phim của Hằng và họ lấy những cái thông tin của Hằng bán để họ bán đồ giả hoặc là họ lừa gạt gì đó. Cho nên là tất cả mọi người phải cẩn thận khi mua, xác nhận được mua đúng hũ bột collagen của Hằng Kali là phải gọi đúng Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934 và được nói chuyện trực tiếp với Hằng để Hằng hướng dẫn cái cách mua bột collagen của Hằng như thế nào nha, thì sẽ không bị lầm lẫn. Mà nếu đã nói mua của Hằng Kali thì 100% là hũ bột chính tay Hằng Kali đưa ra là nguyên chất 100%. Và cái hũ bột này thật sự nó có tác dụng rất là good cho về vấn đề xương khớp nè, rồi về phụ nữ nè, hay là về da, về tóc nè. Thì Hằng sẽ lần lượt nói cái bột này nó tốt cho xương khớp như thế nào. Thì đây là hũ bột collagen nguyên chất, nó được làm từ da cá tuyết hay là cá pollock được đánh bắt ở vùng biển Alaska. 100% nguyên chất, nó là bột collagen chứ không phải sữa nha. Thì đây Hằng sẽ cho mọi người xem cái bột. Thì cái bột nó như thế này đây, ai nhìn thì cứ tưởng là sữa nhưng nó là bột collagen từ da con cá tuyết. Thì đây là mỗi lần uống mình cứ uống 2 muỗng vung như thế này nha. Và một ngày mình uống 2 lần. Một hộp như thế này nó chỉ có 68 đồng. 68 đồng cho một hũ bột collagen nguyên chất. Mình trong cái liệu trình uống thì Hằng luôn luôn nói mọi người uống phải từ 2 hộp trở lên mới có thể thấy là mình có giảm đau nhức, thấy kết quả gì.
Nhưng những người khách của Hằng khi cơ thể mà họ thiếu nhiều collagen thì uống vô hấp thụ nhanh, người ta uống từ một hộp hoặc người ta uống 2 tuần người ta đã thấy rồi. Nhưng luôn luôn Hằng bán, Hằng khuyên các chị nào chưa có uống thì cứ thử mua lần 2 hộp, đừng mua hộp. Tại hộp uống mình không có thấy gì đâu. Thành ra khi bán, sorry Hằng nói là tại sao Hằng không bán một hộp, là tại vì không phải là một hộp Hằng không ship, không phải như vậy. Lúc trước một hộp Hằng ship, nhưng sau này Hằng muốn cho người tiêu dùng thực sự có hiệu quả, chứ mình ép khách uống mua thêm hộp không có sao, không có là cái gì, mình không cần ép đâu. Nhưng mà đó là cái liệu trình uống Hằng muốn cho những người khách uống thật sự có hiệu quả. Kiên trì uống từ 2 hộp trở lên sẽ thấy cái kết quả. Khi mình có bị đau nhức chỗ nào hay mình bị tê tai thì mình sẽ thấy kết quả. Và mình phải uống thật là đều, mỗi ngày mình uống 2 lần. Và mỗi lần mình uống 2 muỗng vung, có thể mình uống hơn 2 muỗng cũng không sao. Thì chỉ có 68 đồng. Nhớ gọi đúng Hằng Kali 408-206-1934 để được nói chuyện trực tiếp với Hằng, mua đúng hũ bột collagen nguyên chất của Hằng. Thì ở đây là nó là cái bột này, nó cung cấp cái chất nhờn cho cơ thể của mình. Cung cấp cái chất nhờn nha. Cho nên khi mà mình lớn tuổi mình thiếu collagen thì cái chất nhờn, các khớp xương của mình bị mất đi, thì nó làm cho mình rất là bị đau, rất là bị đau nhức các cái khớp xương. Cho nên hay là những người làm nail nè, hay ngó như vậy thì cái cổ rất là bị mỏi, cái vai bị ngọt mỏi. Hay là cái tay của những người làm việc máy vi tính nhiều á, thật nha, dùng cái máy vi tính nhiều cũng rất là bị mỏi cái vai, đau cái cùi chỏ, đau cái bắp thịt. Thì cứ thử uống đi, kiên trì uống từ 2-3 hộp trở lên, có thấy những kết quả giống như những người khách comment không? Thật sự rất là good luôn. Tại vì đó là cái triệu chứng của mình thiếu collagen, là mình già, mình bị lão quá. Mà khi mình nạp cái collagen vô thì nó đủ collagen, thì những cái đó có thể nó làm cho mình giảm đau nhức, nó cơ thể mình giống như nó trẻ quá lại, thì nó cảm thấy cái nó nhẹ đi, nó không có mệt mỏi, không có bị đau nhức. Thì đó là một cái tuyệt vời của cái collagen nguyên chất của Hằng đang bán. Cho nên cứ thử 2 hộp thì sẽ biết nha. Rồi mình nói về cái da đi. Nếu như da ai bị nám tàn nhang thì uống từ 3 tháng trở lên đi, sẽ thấy cái kết quả của cái da mình nó sáng và nó có độ nhờn, độ căng bóng của da như thế nào. Cái đó là sự thật 100%. Nhưng nếu như mấy chị, mấy cô có muốn dùng thử luôn, vừa uống vừa thoa cái sản phẩm skin care cũng như UNK của Hằng, thì cứ thử thoa đi. Cái sản phẩm này, nếu mấy chị mua cái sản phẩm skin care của Hằng thoa từ trong 3 tuần tới 1 tháng, mấy chị sẽ thấy cái kết quả của cái da mình nó bóng giống như Hằng nói hay không. Nó bóng, nó mịn hơn, nó căng hơn và gờ vô da láng như cái tờ giấy luôn. Cái này là nói thật nha, thử nha. Gọi Hằng Kali đi để được cái sản phẩm skin care này. Hằng giới thiệu cho chừng vài loại, 3 loại thôi, 3 chai, thì xài lên sẽ thấy một cái kết quả sau 3 tuần nó có tuyệt vời giống như Hằng nói hay không. Thì trong uống ngoài thoa là một cái điều giữ nhan sắc của phụ nữ, không có ai mà không muốn mình đẹp, không có ai mà không muốn mình trẻ, đúng không? Ok, còn sức khỏe thì khỏi nói rồi, collagen đó. Rồi, về vấn đề tóc. Tóc là có rất là nhiều chị comment tới cái tóc luôn. Ok, khách gọi quá không nghe cũng không được nữa. Hello. Hello Hà. Ờ chị. Hôm nọ cô đặt thuốc đi 2 thuốc con hôm 9 tay tới nay. Cô nói ra từng có mà tới nay cô chưa nhận được. 9 tay rồi, có thể là không có ai ký nhận là nó để sẽ gửi về con á. Trời ơi, cô ơi, cô nhắn vô đi, con đang làm việc xong, chút con coi lại coi cái thùng đồ đó tới đâu. Và có thể nếu mà ở bưu điện còn, cô phải chạy lên bưu điện cô lấy rồi. Tại đồ ký nhận á. Dạ, yeah, vậy đi cô nhắn lại đi nha, con đang làm việc rồi, chút con nhắn lại cô biết nó đang ở đâu ha. Rồi, dạ bye cô. Trời ơi, mấy cô không có biết đồ ký nhận mà ở nhà không có ai, bưu điện nó đem về, nó dán giấy, cô không để ý, nhiều khi vậy đó, rồi xong cái để cái nó cứ trả ngược về Hằng, thiệt là khổ luôn. Ok, rồi, đó, là về vấn đề tóc đó. Nhiều chị rụng tới cái trên đỉnh đầu này sắp không còn tóc luôn á, này mình nói thật. Nhưng mấy chị uống đã mười mấy hai chục hũ, khi để mấy chị chờ cho tóc nó mọc đầy hết, mấy chị khum xuống, mấy chị FaceTime cho Hằng coi luôn, là những điều có thật hết. Còn mấy cô lớn tuổi khi tóc rụng rất là nhiều thì mấy cô nói uống chừng 2-3 tháng trở lên thấy tóc, thấy cái đầu ngứa, lật lên coi, trời ơi tóc con ra nhiều quá. Da và cái độ giảm rụng tóc cũng rất là nhiều luôn. Cái này nó sự thật 100%. Mấy chị mấy cô nếu mà chưa, ai chưa dùng thử thì đương nhiên là không biết, nói là Hằng quảng cáo cho nhiều. Không phải đâu, thử đi. Rồi coi có nói cái đó phải lời quảng cáo không. Đương nhiên ai bán cũng quảng cáo.
Nhưng những cái sự thật của Hằng, mà khi Hằng bán cho một cái sản phẩm này nó kết quả gần cả năm nay rồi, thì khách cũ đã cho những lời comment everyday trên những cái YouTube của Hằng, hay là trên những cái tin nhắn, hay là trên những cái phim mà Hằng có thể review cho mọi người xem. Đó, đó là những cái sự thật. Còn về mắt nha, những ai mắt bị sốn, bị cộm, bị khô mắt, bị chảy nước mắt, thì mấy chị mấy cô cứ uống thử đi. Và cũng có những lời comment về mắt rất là good. Về mắt rất là good luôn, là nó nhẹ đi và nó không có thấy khô, không có thấy cộm, và độ sáng nó sáng nhiều hơn. Thì đây là những cái người sự thật bị mắt có đã comment rồi luôn về cái bột collagen. Hay là tốt cho đường ruột, tốt cho mình rất là nhiều thứ. Và những chị em phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, mình mấy em tuổi 30 mình hãy uống bột collagen. 30 mình đã mất collagen, cái sự lão hóa của mình nó sẽ làm cho mình nhanh lão hóa. Cho nên nhiều mấy chị coi về những cái chương trình mà sức khỏe và đời sống đi, thì những cái bác sĩ hay lên chia sẻ về cái vấn đề mà khi mình mãn kinh sớm đó, nhiều người 40 tuổi mãn kinh nè, đó là cái dấu hiệu mình lão hóa. Cho nên là mấy chị 30 tuổi mấy em nhớ uống collagen, 40 tuổi chưa, nếu ai chưa hết kinh nhớ uống đi để níu kéo cái tuổi xuân của mình. Tại khi hết kinh nó gây cho mình rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống, giống như mình bị tăng cân, mình bị cái bụng bự ra, rồi mình bị cao mỡ, cao máu, bị tim mạch, bị da khô khan sần sùi. Còn cái chuyện phụ nữ về cái tuổi thanh xuân nó đã mất đi, thì đôi khi mất cái hạnh phúc của gia đình nữa, cái đó là thật. Cho nên cái collagen này nó rất là good cho những cái chị em phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh hoặc là hết kinh. Thì những cái chị em đã mãn kinh rồi đã gọi là comment rất là good. Khi uống vô nó có những cái độ làm cho người phụ nữ cảm thấy dễ chịu trong cái cuộc sống về sinh hoạt vợ chồng, thì cái đó là thật sự, cái thật sự nó 100%. Tại vì nó collagen nó đem lại những cái chất nhờn cho cơ thể, cái sự trẻ trung của cơ thể mình, cho nên đó là tự nhiên của cái tạo hóa của con người. Tại vì uống collagen, nạp collagen vô, thì khi đủ collagen, cái đó là cái tạo hóa tự nhiên của con người, chứ nó không phải là thuốc nha. Cho nên thì ở đây trong cái quá trình mà sắp tới đây Hằng sẽ có một cái phim là cho tất cả những ai đã từng uống bột collagen của Hằng rồi, và ai chưa uống thì sẽ biết về cái phim trong cái quá trình người ta đi đánh bắt cá nè, cho tới cái quá trình đóng thành hộp bột collagen như thế nào, thì Hằng sẽ có cái phim và có bác sĩ đã có cuộc, Hằng có cuộc trò chuyện với bác sĩ về collagen như thế nào đó. Rồi trong cái quá trình ta bắt cái con, đánh bắt cái con cá pollock đó để làm cái bột collagen là hoàn toàn cá tươi, cá tươi 100%. Khi đánh bắt người ta phải cách một tiếng, người ta đem cái cá vô để đem vô sơ chế liền trong cái lúc tươi để lấy cái da đó, để người ta làm cái collagen nó đạt hiệu quả tuyệt đối luôn. Tại vì khi cái nghiên cứu ra để làm cái collagen cho cái da con cá này, thì người ta nghiên cứu phải làm con cá tươi hoàn toàn, tuyệt đối luôn, cá tươi 100%, nó mới có kết quả cao như vậy. Cho nên that's why tại sao cái bột collagen của Hằng đang bán nó có một cái kết quả hữu hiệu tuyệt vời như vậy, khi những người khách uống đã cho những cái comment. Tại vì đó là một cái quá trình người ta làm thực sự công phu, và cái hũ bột này được làm tại Mỹ 100%. Nó được đánh bắt cá ở vùng biển Alaska, và hũ bột này là product ở Mỹ, tất cả được làm tại Mỹ 100%, cái collagen nguyên chất. Cho nên nhanh tay lên mấy chị em để thử nha. Rồi đây là hũ bột nấm, rất là tốt cho những người cao mỡ, cao máu, tim mạch nha. Cho nên ai chưa cao mỡ, cao máu mình cứ uống để ngăn ngừa, $75 uống cả tháng trời, thử đi, hiện tại Hằng đang uống. Ai tuổi bốn mấy rồi cũng phải cao mỡ, cao máu, cho nên chưa có thì phải uống để ngừa. Mà khi ai có rồi thì uống để cái lượng mà thuốc tây đó đừng uống nhiều. Tại vì khi uống cái lượng thuốc tây nhiều, nó sẽ làm cho mình về sau này, lượng thuốc tây mà để giảm mỡ, giảm máu á, thì nó sẽ làm cho mình sau này bị cái thận nha, bị về thận nha. Cho nên tất cả cô chú anh chị em mình hãy rất cẩn thận khi bị cao mỡ, cao máu mà bác sĩ đã cho uống lượng thuốc tây cao, thì mình nên ăn kiêng và tập thể dục, và có thể uống cái loại dược thảo 7 loại nấm tuyệt vời của Hằng được nuôi trồng tại Mỹ. Thì đây là có nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo là nhiều nhất. Còn ngoài ra các loại nấm khác thì nó rất là good cho cơ thể của mình. Nó có nhiều loại nấm ngăn ngừa ung thư nè,
rồi nó tốt cho tim mạch nè, làm giảm mỡ giảm máu nè, 75 đô. Gọi hàng Kali với số điện thoại 408-206-1934 để được mua được đúng cái sản phẩm UNK của hàng Kali đang bán nha. Ok rồi, hàng Trinh xin chúc tất cả cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe và mua đúng sản phẩm của hàng để tốt cho sức khỏe của mọi gia đình mọi người nha. Ok, đang ở đây. Còn bây giờ nó nôn nè, nó nôn đi á, nó biết đi, đeo dây vô, đi bác sĩ. Đó, đó, ngồi xuống. Nè, chúa. Đó, hai đứa đi bác sĩ nè nha, mọi người bây giờ là dẫn đi bác sĩ. Đây con đen á, từ hồi lượm về tới giờ là chưa có chích ngừa. Cho nên bây giờ phải đi khám tổng quát, thử máu và chích ngừa. Và coi bác sĩ có cho thuốc gì về ghẻ rồi luôn đó, đặng để chích ngừa có giấy tờ đàng hoàng. Còn con nợt á thì đã xong hết rồi, nhưng mà con nợt bây giờ nó cứ ngứa trong lỗ tai, nó ngứa mình mẩy chịu không có nổi. Con nợt là đi thử máu, đi đồ tùm lum tà lam, nợt tốn nhiều tiền lắm rồi, nhưng mà bây giờ nó ngứa hàng chịu không nổi, hàng phải đem đi rồi bác sĩ mới chịu cho to lấy thuốc. Bác sĩ đây độc lắm, thay vì mình còn cái chai thuốc nó uống hết rồi đó, mình lại mình xin gì nêu lại không cho, phải khám khám tiếp rồi giờ cho to mua tiếp. Tiền khám con nợt là lấy thuốc không là khoảng ít nhất là 300. No. Con này, con đen này là chích ngừa với tổng quát là 800 đó nha. Chích ngừa với thử máu tổng quát 800. Đó. Ok, rồi bây giờ đi nha, đi rồi thử coi coi. Ok, Nam Bình dẫn con. Ok. Dẫn con đen là vô xe. Đi. À, cái dây lỏng quá không? Không dừng rồi. Hey, quay. Còn con nợt á, ông Danh dẫn vô xe ông Danh nha. Ừ, đây. Rồi bây giờ cọc lại chưa, đem lại tôi thâu lại. Đem lên xe đi thâu lại. Ủa nó chạy rồi sao nó kêu nó dừng lại hả? Không, phải dí chứ. Chịu nổi chưa? Mày còn du côn quá rồi. Lú ly, vô xe. Vô xe, còn thôi là mẹ. Đó, coi đó, đó, nó ngang nghinh lắm. Rồi vô xe đi để cho tôi cái dây cổ lại. Coi nè, nó ngang nghinh lắm. Mọi người ơi, nó ngang nghinh. Lú ly, come here. Lại đây mẹ. Coi nè. Đi vào phòng khám mà giống y như người nha, ngồi chờ, ghế mà chờ, đó đó là cái nơi cũng giống y như là mấy chỗ khám bệnh cho người luôn đó nha, chó là vậy nè, thế là ngoài là có cái vô sâu hai bờ, ok, hai bờ qua đi. Anh dạ nha, còn bà Lâm Lì nè. Lâm Lì, sit down. Dạ, good girl. Good girl. À, đứa nào cũng sit down hết. Good girl. Thế nào, quá trời đó, cái lỗ tai nó bệnh nhất là cái lỗ tai. Ok, biết rồi. Chút nữa cho uống nước đi. Nó bây giờ nó hả hỏng, nó hồi nước rồi. Nó hả hỏng. Nó hồi nước. Nó kêu gì vậy đó, hồi nước. Hồi nước. Ok. Bây giờ bác sĩ vô khám nè. They lie you, and they lick it. Oh, yeah. Yeah. Oh boy, thanks, guys. Peanut, come down. Yeah. Look at that. Yeah, she's jealous. Okay, Peanut. You're good. No. You're good girl, Peanut. Yeah, no. Good. Look at him. Peanut, don't bite me. Yeah. Good girl. Yeah, sit down. Good girl. Yeah. Oh, yeah. Good girl, one, two.
tiến hóa rồi. So Lily is new to you guys. Yes. Just came from the. I don't know. We just get it from the situation. Shelter. Yeah. Nice. Yeah, I get a favor though. I think I can leave a favor outside. Oh, mm-hmm. Yeah. Gotcha. This one, I don't know. They have, you know, the sauce yet? The lobby. Rabies vaccine? Yeah. So I would like to make Rabies, you know, sounds good. We can do that. Do we know about distemper, like the other core vaccine, distemper, DHPP vaccine? You know, probably should we have been to anything? Cool, no worries. We can just do the rabies study. Yes. Hi. I got her from the trick. Yeah, we got it from the street. And it just keep follow us. It won't go away. Lily. Good girl. You keep moving around though. Lily, come on. Okay. Here you go. Here you go. Here you swing. Lily. Lily. Good girl. Lily, good girl. Pina, bấm chạy quay. Pina, come here. Sit down, Pina. Pina, sit down. Sit down. Okay, you can do it. Okay. Heart sounds great. Good job, miss. So she's looking wonderful. Yeah, overall, she's got a little extra padding. So wherever she was fed. Or these can be old like scars and just don't grow hair anymore. So overly, I'm not too worried about them. Okay. I can worry about. Just kind of a little bit of dandruff too. Dry coat. You smell my boys on me? I got a pit cross myself. He's a great dog. Yeah. Good. No, sweetie. Pina, why are you coming out? Pina, sit. Pina. Sit here. Okay, sit down. Sit. How about this? Do we need any medication for the fever or whatever? Yeah, I might. She's got this cresting on there that I might send her with the shampoo. Oh, shampoo? Oh, okay. Hey, baby. Do you feel like you'll be able to give her bath like a couple times a week? Okay. Yeah, and if you get it in twice a week, great. If you can't do it but once a week, then that's not terrible either. And then medication for her? Or any medication? Yeah, I will. So I'll do an oral antibiotic and this shampoo. Okay. Yeah. Quiet, okay? You good girl. Mẹ thương, bên này cứ cơ, mẹ thương con. Ok, mẹ thương ha. Bên này giỏi. And Vina already have everything in here.
Yeah. Yeah. Oh, yes, yes. Yeah. Yeah. I don't know that I've seen them. Or her, excuse me. I don't know if I've seen her, but it sounds familiar. I feel like I might have. Yeah, the Hilo? Yeah. LT? Yeah, LT. She can feel her bad. Ear. Yeah. Okay. Hi, baby. Yeah, very bad LT. Oh, yeah. Yeah. Okay. I know. I know. Me not. Inside too, huh? Is she on? What's she on right now? For allergies, nothing. Yeah, we don't have any more medication. Okay. Yeah. Has she been real itchy? Yeah. Very, very. Yeah. Okay. Too tired. Yeah. Just a peel. Definitely. If it's what I'm thinking it is, yeah. We also have, if you'd rather, we've got a version of an itch injection. It stops itch. Okay. For about 2 months. Six to eight weeks. That's good. Yeah, sounds good. I'll order that up for her and see if that helps. Because she always got the ear. Yeah. And so there, it's got a deep infection in there. Yeah. So she'll go with some antibiotics for as well. But then also is we can do a swab of the ears and see what's there. And then we can treat it appropriately. Okay. So yeah, I think that's how we do some testing too. Okay. You want some water? Why not? You're thirsty? Yeah. Oh, are you thirsty? I'm sorry. See you later. I'm sorry. This one is very gentle. Yeah, she likes people. Yeah, she likes it a lot. She's awesome. Bina. It will bite. Yeah. No, she's got a nice soft mouth. Like if she puts it on you, she doesn't take it. She won't bite it by the nail. Yeah, she's like holding your hand. Yeah. Basically. That's good. It is, yeah. She won't take it. Cho cái xà bông tắm cho nó và với lại chích ngừa nữa ha. Với lại chích ngừa. Còn con này thì bác sĩ phải cho thuốc lên nữa. Có con này chích nữa. Con này phải chích. Chích. Quá trời, con này đẩy lỗ tai á, nó ngứa trong lỗ tai đó. Nó ngứa xung luôn cái lỗ tai. Ngồi yên chút đi. Nó có chưa? Nó có chưa ngồi không? Chưa. Dạ, chưa. Ở chung, chung, yên. Yên, chung. Không, không ạ. Không. Dạ, chung. Chung, 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 chung. Quá trời, quá vậy. Ai đã có chung à? Chung. Người cho bự nó hai bờ dữ lắm. Cái này ai lỡ nhà cũng sợ chết, sợ sống, quật một cái. Ngờ, thấy con Bina làm cái gì dữ vậy? Nó con Bina sao nó hai bờ quá hả? Còn con á hiền khô phải không? Phải hiền khô không? Cứt cơ, mẹ thương. Cứt cơ, lên chú ha. Lên chú. Thích. Lên chú, cứt cơ, giỏi quá. Cứt cơ. Cứt cơ, lên chú, bí mơ, lên chú, lên chú, lên chú, lên chú. Lắng nghe ngoài người ta nói chuyện. Đen ơi, Đen ơi, kêu nó Đen, Đen không? Đen, Đen, con vàng, con đen, nó nào, con đen trước khi đi, nãy mỗi đứa mấy cục xương hết rồi. Có cục xương heo quay á, cho ăn rồi á. Đen không? Đen ơi.
đó, đem tụi mày nuôi về tốn tiền quá trời quá đất luôn. Mẹ làm tiền cũng đủ nuôi thôi mày, chết tao. Hả? Đó, bây giờ hai đứa này tao bảo đảm là hai đứa mày á là bữa nay hết 1.000 đồng. Bây giờ mẹ làm mấy ngày được 1.000 đồng. Hả? Hả? Rồi giờ sao? Đem tụi mày về tao phải mắc nợ. Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Có làm gì ra tiền cho mẹ chưa? Đâu có. Không có làm cho mẹ ra tiền một cách nào hết trơn á. Hả? Rồi 1.000 đồng rồi mẹ làm là ngày nay là nuôi tụi mày hết rồi. Mẹ làm ngày nay là đi bác sĩ hết rồi. Đi bác sĩ có một buổi luôn là sạch nhất. Ok. Nha. Đó. Phải không? Đó. Mà tụi mày có làm gì được cho mẹ không? Không. Mà tốn tiền ăn nữa. Kiếm tiền ăn ngày nhiêu? Hả? Một ngày tiền ăn nhiêu? Tiền ăn cho hai đứa mày một ngày nhiêu? 20 đồng. Ngày 20 đồng tiền ăn. Hai đứa là thêm má ăn gà nướng, ăn xương heo quay, rồi mua hạt nữa chưa tính, rồi còn tiền bác sĩ nữa. Vậy nuôi tụi mày ăn tháng nhiêu hả? Mỗi tháng nếu mà bệnh hoạn rồi tiền thuốc, tiền men, tiền xà bông, tiền tắm, tiền gọi, mỗi đứa là một tháng nhiêu? 500 hơn à, phải không? Đó, thôi nói ra ngó nó tội lắm. Nó tội lắm. Thế rồi cái gì tội lắm? Sao cái mặt chó mà đứa nào cũng dễ thương kỳ vậy? Người ta kêu cái mặt chó mà tại sao cái mặt chó nó dễ thương làm sao kỳ lạ vậy trời? À, cái mặt chó mà nó dễ thương ha. À. Ừ. Mặt mỏi vậy đó. Ai biết rồi, biết là dễ thương, đừng nhõng nhẽo nữa. Thôi, ai dẫn, cũng thấy cái dòng dây á. For you for today for peanut and Luli. For peanut, we did the exam. Oh, we will give an anti-itch injection for peanut. Anti-biotic for the skin infection. For the ears, we will take a sample in each ear, look it up under the microscope to see what's going on. Clean the ears and apply the ear medication. Okay. Yeah. For peanut, we're looking at $5.69 for peanut. For Luli, for Luli, we did the exam. We'll give Luli a rabies injection right here. Yeah. And then some antibiotic and shampoo for the skin. Okay. May I ask how old is Luli? We don't know. And Luli is. I got the drip. Who's Luli by any chance? Huh? Who's Luli? This one or that one? This one. Yeah. Okay. Yeah, this one Luli. Okay. This one Peanut. $5.69 là coi như 600 đó. Peanut không là khoảng 600. 600. Đó, 619 đồng. For the teeth, I expect Luli is about... Oh, $5.69 mà đâu phải. I would say Luli is about 6 or 7 years old. From the teeth. Oh, from what Luli. The teeth look, I think Luli is at least 6 or 7 years old. Yeah, I would say, and especially with the skin, I would say for the next year appointment, so we do annual physical exam, right? Okay. Annual exam, and especially for any tests that over 7 years of age, we call them senior pet. Okay. For any senior pet, we will recommend blood work to check for liver and kidney function, just to make sure everything is normal. Just like our grandparents, when they go to the doctor, they require the blood work every year. Okay. We can skip today, but in the case where you notice anything wrong, anything concerning, like drinking a lot, eating a lot but not putting any weight, or losing weight, or not eating, lethargy, please make sure you let us know. At that time, we can do the blood test as well. Yeah. Okay. All right. And we okay with everything in here? Yeah. Okay. May I have your signature, please? Whoever can sign. Signature. Oh, 569. 569, yeah. Yeah. Coi như là con phi này là khoảng 600. Yeah. Còn lưu lì thì 200. Vậy còn đi mua thuốc không? No, không biết. Thuốc ở đây chưa? Bao lâu hả? What? The medication. The medication here. Nina, come down. Come down.
Calm down, okay? Okay, all right. So the next step will be taking a sample of the ear under the microscope. So if you can hold the head for me, I will swab the ear, okay? Oh, okay. Put the ear for Peanut? Yeah. Peanut! Peanut, calm down. Good girl. Good girl, mẹ thương. Peanut. Oh, that's quite bad. Mm-hmm. How long has it been? We took the exam already that time. Yeah. We took the exam already. Wow, cái lỗ tai nó nhiều lắm, nó ngứa. Yeah. Mm-hmm. Okay, we will run this one. It's gonna take us about 5 minutes, but I will give it each of them. Okay. Okay. Yeah. Oh. Yeah. I'll be right back. All right. Okay. Thank you. Thằng 800 hai đứa. Đi bác sĩ tới bao nhiêu rồi? Đi bác sĩ tới bao nhiêu rồi? Hai đứa 800, mẹ nói thì xác liền luôn, thấy chưa? Thấy chưa, con bị nợt không là tốn. Mỗi lần con bị nợt 600, sao bị nợt mắc quá vậy? Bị nợt bệnh nhiều. Hả? Còn con này chích ngừa thôi, nó đỡ hơn, chích ngừa với lại mua sầm. Với lại khám rồi, lại khám. Với khám với chích ngừa. Là con này 200. Mày ơi, mệt rồi phải không? Đói bụng không? Đói bụng không? Tôi lăn lá không à? Chó ăn chỉ có một buổi rồi. Chó ở Cần Thơ 2 bữa. Ở nhà ăn đâu có ngớp, của con nào không thấy mà phù. Ở nhà thấy tôi ăn cái ngồi đó tôi khỏi ăn luôn. Ngồi ngó mỏ rồi kêu. Đoạn. Đó, vậy đó sao sống nổi, sao chịu nổi. Trời đất ơi. Hay nè, ăn tối ngày luôn. Người thấy dọn cơm lên bàn, leo lên ghế nằm chờ sẵn, nằm lòn chứ chờ vậy thôi, không nói gì hết mà nằm dành ghế phải không? Ghế của tôi dành trước. Con này không biết nghĩ lời mà. Con này không biết ngồi ghế, tại con này không lết. Con này không lết, không biết ngồi ghế nha cả nhà. Còn con Peanut là biết ngồi ghế, cười lắm. Đó. Mà con Peanut thấy dọn cơm á là lên nó nằm chờ chứ không có dám lấy đồ ăn. Còn con này á leo lên gìn đồ ăn. Đang. Con này thì nằm chờ thôi. Thấy dọn ăn á leo lên nằm chờ. Đó, mệt chưa? Thì dẫn đi bác sĩ đi nha, mấy tiếng đồng hồ đó, trời gần 3 giờ rồi kìa. Chết xong rồi. Ồ, chết xong rồi. Alright, Peanut take all the rain. The side of foot was given to the right shoulder, that is an anti-itch injection. Okay. And that should work right away. Yes, and then you will see a lot less of the scratching symptoms, itching. And then again, please don't wipe anything off Peanut's ears. It will just work on itself, okay? And give me one moment, I'll be right back for you. Nó lên rồi, không có làm gì nữa hết á. Ủa, cái đầu nó làm gì vậy? Tại vì hồi nãy nó có bị squat rồi. À, đúng rồi. Nó chảy máu, nó có. Nó lên. Lưu đi. Bây giờ đang muốn lắp quà cho tôi. Tại vì người ta tìm cái chỗ này đó. Có ngứa. Có ngứa, nó mệt quá. Có gì ở trong quá. Đây, hai đường sau anh thấy sần thôi chứ không phải cái gì vô lỗ tai nữa đâu. Yeah. Không có con gì hết á. Không, anh nói chỗ này nè, tới giữa lỗ tai của nó. Rồi, nhưng mà kêu hai tuần sau rửa tiếp á. Dạ. Tại vì nó sâu quá. Ok, Peanut, 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 cơm cơm. Nó đang khó chịu lắm. Nó đang khó chịu lắm. Peanut, cơm. Con này thấy thì lắc cũng lắc ơi, đau khó chịu lắm á. Ê gì quá ha, cắn nó cắn á, nó lắc nào hết không nó nhảy nè. Đây là cứt cơ của mẹ. Ok, cứt cơ. Lưu Lị cũng cứt cơ luôn. Bà này nghe nói tiếng Anh cứt cơ quay lại giờ cứt cơ mẹ thương. Hai đứa giỏi. Hai đứa giỏi của mẹ. Mẹ thương nha. Ôi trời.
thuốc hết con. Dạ uống thuốc chưa? Dạ mẹ cho uống thuốc rồi. Ăn nữa, cái thuốc đó phải ăn. Ừ. Chị bỏ vô rồi ăn nhé. Dạ. Nhét vô rồi ăn. Nhét vô bịch. Nhét vô miếng thịt là đưa nó nóng rồi. Lấy miếng thịt nhét vô chính giữa vậy đó. Lắm quá. Còn mấy bữa kia là kêu nó hả hỏng ra rồi để vô trong cổ nó vậy thôi à. Because we clean both ears and we apply the ear medication really deep inside. Yeah. A little bit of head shake is normal, which you can see right now. But it should decrease in 24 hours. Okay. We have the lady certificate for Luli. For Luli, right? No. Be careful because they can play rough. Okay, hold on. Yeah. Dạ, bây giờ xong rồi, đi về. Ok, đi về. À, lưu lì. À, bây giờ hai đứa vô xe nè, đang kiểm để chạy về. No, sit down. Ngồi xuống, hai đứa lại đang ngồi xuống cho mẹ hồi lái xe nè. Lẹ, hai đứa ngồi xuống chưa? Mẹ nói. Lưu lì. Đi ra phía sau ngồi, sit down, ok? Sit down. Go, outside. No. Rồi hai đứa mày ngồi xuống, mẹ lái xe. Bây giờ lái xe đi về, hai đứa tốn 800 đồng đó nha cả nhà ơi. Ngày 15 tây tháng 8 là con bi nợ phải check cấp lại nữa. Phải khám lại nữa. Đó thấy không? Bây giờ mắc nợ. Ok, mày bye bye bà bá đi. Mày bye bye bà bá đi, hai đứa bye bye đi. Bye bye đi, rồi mẹ chở, chở về. Bye bye đi. Ok, bây giờ nó lại. No, sit down, hai đứa sit down, không sao. Okay, sit down, để mẹ lái xe. Bây giờ hai đứa nó lật lật gì đây rồi sao tôi lái xe. Nè, Bí Nạt, ngồi xuống cho mẹ lái xe. Trời ơi, là trời. Rồi sao không có ai kèm ai giữ nó sao trời. Tại vì hồi nãy anh Đơn là lái một chiếc, thằng lái một chiếc. Cho nên bây giờ là thằng chở nó về nhà bên kia. Thì thằng phải cho hai đứa vô đây. Ok, bye bye cả nhà, lái xe nha, nó quậy vậy đó, sao sống nổi đây cơ nè.